Đây thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái vườn khổ qua của mình nha các bạn. Thì mỗi năm mình đều trồng một cái vườn khổ qua để có ăn trong gia đình vào mùa hè đó các bạn. Nhưng mà cái giống này thì mình mua từ Việt Nam qua, mua ở chợ Bến Thành về qua đó. Thì giờ mua nay cũng tính ra cũng cả chục năm rồi các bạn. Chứ trồng chỉ cần mua một trái thôi về lấy hột chứ không phải là mua hột nha. Rồi cái trồng mỗi năm mình để giống lại thôi. Nhưng mà khi mà trái nó khi mà cắt vô ăn thì độ dài nó khoảng 5 tấc á các bạn. Thì cái này là đợt ăn thứ ba của mình rồi. Thì đợt này thì đợt thứ ba này nó ra cũng còn khoảng 20 mấy trái á. Giờ thì có 3 trái đang lớn nè, 3 trái này 3 ngày nữa thì chắc nó cũng dài khoảng 5 tấc đó các bạn. Không biết ở bên Mỹ thì cái đất nó đơn giản là cái đất hay là cái do cái đất tốt hay là do cái giống này nó như vậy mà mình trồng năm nào cũng vậy đó. Nhưng mà lạ cái là mình cho người khác trồng nó không có to được như vậy bạn. Nó ngộ vậy đó, mình cho mấy bà chị ở bên Michigan đó về bà trồng hay là gì này kia nọ, mấy người khác trồng thì trái nó cũng không có to dài như của mình trồng, không biết sao. Mình chỉ trồng nhưng mà chịu khó cái là mình chỉ tưới nước nhiều thôi. Mình tưới là lúc nào cũng mình để cả nước rồi ngập dưới gốc luôn á các bạn. Chắc do nó đủ độ nước cho nên nó lớn nhanh. Trái nó to nè, trái này là gần 5 tấc rồi nè các bạn. Trái hổ qua mà nó thẳng á, muốn cho nó thẳng vậy nè thì chịu khó mỗi buổi sáng các bạn ra dầm trên vàng á, dầm trên vàng mà nó có nằm trên vàng các bạn bóc bỏ xuống thì nó sẽ thẳng các bạn. Nếu mà các bạn để trên thì nó sẽ ra nó quéo, thì nó lớn lên nó đụng vật cản thì nó sẽ quéo lại. Mỗi năm mình trồng thường thường mình trồng có 2 dây ha. Hôm nay mình trồng 4 dây các bạn. 4 dây thôi một cái vàn, các bạn thấy vàn lớn cũng biết không? Mình có một dây dưa leo thôi mà ăn ta nói ăn cứ 3 ngày là ăn, 3 ngày là ăn thôi. Ăn đâu hết đâu các bạn. Ăn không hết để nó bự to vậy luôn nè. Cái nào tới lấy cũng không? Nó ra cái dây ngắn ngủn vậy thôi là nó ra liên tiếp vậy phá ra hoài luôn. Nhưng mà thường thường dưa leo á các bạn, người ta nói một tháng nó sẽ tàn, mà mình trồng là dứt khoát phải mình trồng ăn chừng nào tới mà nó tàn là phải hơn 2 tháng nha các bạn. Dưa leo này là nó rất là cần nước, nó rất là cần nước các bạn. Mà rất cần nước mà các bạn chịu khó tưới nước, tưới cho thiệt là nhiều. Còn 10 ngày các bạn có thể cho nó vô một chút phân vào gốc thì nó sẽ ăn hoài, ăn hoài ăn mà cảm thấy lúc nào trái dưa leo mà nó đều thì các bạn ngưng thôi. Bạc hà là gia đình mình ăn á, ví dụ như mình muốn nó mập nó to đó nó cũng vậy các bạn, trồng vô trong đó là xong rồi nó cứ nhảy con lên đó, các bạn cứ tỉa bỏ con hết, các bạn cứ giữ 3 gốc ăn thôi, không có cần phải giữ nhiều trong đó nó sẽ ốm các bạn. Giữ 3 gốc tưới nước nhiều, thỉnh thoảng cho vô miếng phân nó rất là mập nhanh lắm.
thấy cà chua mình trồng nè, trái nè, tiếp không? Nào tay nấy to, đáng bốc, không có nứt các bạn. Cái cà chua mà các bạn vô nhiều phân thì nó sẽ bị nứt đứt á, cho nên các bạn vô phân á thì các bạn vô vừa phải thôi, rất là ít thôi. Tiếp không? Một nửa lá, nửa trái luôn. Này nó rất là ngọt các bạn, là cái loại lê cầu ria mà khi nó chín á là cái vỏ nó màu vàng đó các bạn. Cầu ria các bạn thấy nó bán nhiều lắm, mình ở đây cây này nó nhỏ lắm cho nên trái nó cũng không có được bự, trái nó vừa phải à. Còn cái ngoài chợ cầu ria nó bán là trái nó to lắm, nhưng mà cỡ này là rất là ngọt các bạn, nó ngọt dữ lắm. Lê đường vàng xù xù thôi, bữa nay nó khủng khiếp luôn, cái vàng có chút xíu à, không có chỗ bò nó, cho nên mình cứ chất chồng lên bây giờ nè. Thế là mình ăn đọt bớt rồi đó, cứ nó ra như vậy đó, mình ngắt đọt mình ăn bớt, mình càng ngắt thì nó càng nhiều nữa các bạn, đúng không? Thì cái xu này là cái clip trước mình có ương á, mình ương từ cái hạt mình mua từ chợ về, mình tách mình lấy cái hạt đó mình có chia sẻ các bạn đó, thì dàn xu mình nè tốt khủng khiếp không. Xu thì nó có một cái là đặc biệt, một cái là khi trời bắt đầu ngã về lạnh rồi thì bắt đầu nó mới ra bông ra trái nha các bạn, nóng quá thì trái nó ít nha các bạn, nóng quá nó ra ít là bông, ít bông thì nó sẽ đậu ít thôi. Đó thì mình chia sẻ một chút góc vườn nhỏ của mình với lại vườn củ hoa siêu trái của mình đó các bạn, siêu to khổng lồ của mình đó, củ hoa siêu to đó các bạn. Ai cũng vậy, kể ai cũng nói mình sao mình trồng cái gì cũng tốt to hết đó, mà thật ra kể xanh này cũng vậy đó các bạn. Bây giờ mình là mình để giống rồi đó, để vậy cho nó ra bông nè, cái này chuẩn bị ra bông các bạn, đâm trời bông rồi nè các bạn thấy không, nó thì mình để bông nữa mình làm giống á. Một 10 gốc thôi đó các bạn, nhìn thấy kiếp không? Đậu bắp này các bạn thấy không? Đậu bắp mình cũng trồng, mình đậu bắp này mình cũng trồng và tự mình để giống luôn nè, trái nó cũng siêu to luôn á, trái này tới nó vậy á, nhưng mà cỡ vậy là nó còn non mứt nghe các bạn, chứ không phải nó to vậy là nó già không có, nó còn non dữ lắm á. Đây mình có trồng một cái dây bí các bạn, trồng trong chậu vậy thôi nè các bạn thấy không, một dây à. Mà lên đây nó cho ra được rất là nhiều trái, nhưng mình không có để được nhiều trái các bạn, tại vì á nó không có đủ sức á, nên mình chỉ để khoảng 4 trái ra thôi. Đây là đây một trái nè ha, đây hai trái nè ha, ba trái nè, giờ bên đây một trái nữa, mình để 4 trái thôi các bạn, 4 trái cho một cái dây này thôi, chứ nếu mình để nhiều quá thứ nhất á, là trái nó sẽ không to các bạn, trái nó không to, thứ hai là nó không đủ sức. Số trồng dễ tí chơi nữa nè, nó bò lan dưới này chơi. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi xem video clip về một góc vườn nhỏ của mình.
Cũng rất chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Hẹn lại video lần sau.